Amen. Amen. Hallelujah. Shakatapakadakasha papa hallelujah. 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 Kapakadakasha papa hallelujah. 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 Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa là đấng lãnh đạo chúng con. Chúa là đấng lãnh đạo trên tất cả các lãnh đạo Chúa. Hallelujah. Kapakadakasha papa. Ngài kêu gọi những sơ cơ người đi theo Ngài, làm họ trở nên tay đánh với người, đó là làm họ trở nên thành Adam thứ hai, trở nên họ trở nên sứ đồ, tiên tri, giáo sư, mục sư, thầy giảng tin lành. Chúa, và hôm nay chúng con cầu nguyện. Chúa ơi, hallelujah, hôm nay con cầu nguyện cho các lãnh đạo. Chúa, con cầu nguyện cho nhận thức của mỗi một con người theo Ngài, họ phải trở nên lãnh đạo và họ phải trở nên sứ đồ, tiên tri, giáo sư, mục sư, thầy giảng tin lành của Ngài. Chúa, Ngài muốn chọn ra những dòng giống thánh, một dòng giống lãnh đạo. Chúa, hallelujah, 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 hallelujah. Và con cảm ơn Chúa vì chúng con được cầu nguyện cho các lãnh đạo. Chúa, hallelujah, chính ở những lãnh đạo theo Ngài, tin Ngài, vâng phục Ngài mà họ đã sinh ra cho chúng con. Chúa, sinh ra chúng con. Chúa, hallelujah, chính họ là câu trả lời cho chúng con. Chúa, họ đã nói về sự về tin lành vương quốc của Ngài. Chúa ơi, hallelujah, họ đã xây dựng Chúa trên nền tảng nước trời, họ đã xây dựng trên tình cha con với Chúa để bày tỏ cho chúng con. Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa, hallelujah. Các sứ đồ là tiên tri, là những người mà có quan hệ gần gũi với Ngài. Chúa, họ nghe thấy tiếng của Ngài, họ nhận lấy được những cái điều mà Chúa dạy dỗ để bày tỏ cho đời sống của chúng con. Chúa, hallelujah, 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 papa, hallelujah. Ngợi khen Chúa. Chúa, con cầu nguyện cho sứ đồ Sunday Analyza. Chúa, phước hạnh trên trời đổ đầy xuống trên đời sống của sứ đồ Sunday Analyza. Nhà tiên tri Ruth Ram. Chúa, người cha thuộc linh của chúng con rất mạnh cường. Chúa, hallelujah, trong dòng chảy. Chúa, người mà đã sáng lập ra. Chúa, dòng chảy sự thương xót của Ngài. Chúa ơi, hallelujah, hallelujah. Và chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được Chúa được vào trong đạo binh của Ngài. Chúa ơi, vào trong hội thánh của Ngài. Chúa hallelujah, vào trong trường đại học tổng hợp thần học, đại học nước trời của Ngài. Chúa ơi, hallelujah, hallelujah, hãy đào tạo chúng con. Chúa, hallelujah, và con cầu nguyện Chúa ơi, hallelujah, hủy phá hết tất cả những nền tảng cứu rỗi ra khỏi cái miền đất mà Chúa ban tặng chúng con. Chúa, và Chúa, chúng con cầu nguyện để xây dựng Chúa ơi, nền tảng Chúa sứ đồ tiên tri của Ngài. Chúa, Ngài xây dựng hội thánh sứ đồ tiên tri. Chúa, hallelujah, chúng Ngài không chỉ có xây dựng hội thánh mục sư đâu, mà Chúa muốn xây dựng theo cách của Ngài, chứ không phải là thánh cho con người xây dựng. Chúa, hallelujah, nên con cầu nguyện Chúa hủy phá hết tất cả những cái nền tảng Chúa nhỏ bé không thay đổi được thế giới. Chúa không thay đổi được các lĩnh vực xã hội. Chúa, con người và muôn vật. Chúa, hallelujah, hallelujah, kadabakadakasha papa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nguyện Chúa chúc phước con. Chúa, cho để chúng con làm những việc Chúa làm. Chúa, hallelujah, hallelujah, kadabakadakasha, để chúng con đi vào những cái lĩnh vực mọi lĩnh vực. Chúa, chúng con là những người Chúa kích hoạt những tiềm năng, những hạt giống có rất là nhiều. Ô Chúa, những hạt giống mà Ngài đặt để trong thế giới này. Chúa, Ngài đặt để rất là nhiều châu báu. Chúa, tức là những linh hồn con người. Chúa, chúng con tìm thấy những con người đó để chúng con kích hoạt họ lên. Chúa, để lời của Chúa được ứng nghiệm là tin lành nước Đức Chúa Trời được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Chúa, hallelujah, 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 con cảm tạ Chúa, hallelujah, 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 hallelujah. Con cầu nguyện cho những hạt giống sứ đồ tiên tri, giáo sư, mục sư, thầy giảng tin lành tương lai. Chúa,
Họ là những hạt giống mà chúng con như là những người nữ của Chúa, Chúa ạ. Để cầu Chúa mang thai với Ngài, Chúa giao cho con người như vậy, Chúa Hallelujah, Hallelujah, họ là những người con khấn nguyện Chúa Hallelujah, con cầu nguyện để chúng con sinh ra những con người Chúa Âu mạnh mẽ, Chúa Âu trong tin lành vực nước trời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Amen. 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 Hallelujah. Ok, là Chúa đã chờ con, chờ cả mẹ rất nhiều sao này chúng con sao này đấng mà huấn luyện đời sống con sao để đầu cho chúng con sao mặc lấy hình ảnh của Ngài trên đời sống của mình cho chúng con chỉ sửa tất cả những cái con người cũ, con người cũ kỹ ra khỏi đời sống con cho con người Adam cũ đó sao mà chúng con mặc lấy Adam mới sao. Cảm ơn rất nhiều sao vì Ngài huấn luyện dạy chúng con sao Ngài cho chúng con biết được sao chúng con là những người mà lập nền tảng sứ đồ và tiên tri sao. Ô chúng con nhận được ô cái sự bày tỏ của tiên là nước trời sao, ô là những từ sứ đồ sao từ tiên tri của Ngài sao họ bày tỏ chúng con biết về nước trời sao, bày tỏ chúng con biết tiên là nước trời sao, bày tỏ chúng con biết về sự công bằng của nước trời sao, sự trật tự trong sự công bằng công bình của nước trời sao, và chúng con học hiểu được công nghệ làm người sao, và chúng con đóng mặt lấy con người mới là Adam thứ hai sao, chúng con biết chúng con là dòng giống thứ hai sao. Ôn cảm ngại rất nhiều sao, ô cầu nguyện xin Ngài hãy giúp đỡ hướng dẫn con sao rồi để sống con sao được lập vững bàn trên nền tảng sứ đồ tiên tri sao. Ô chúng con là những con người sao mà được Chúa sao huấn luyện dạy dỗ sao để trở thành những lãnh đạo tương lai sao, trở thành trụ cột của nước trời sao, trở thành sứ đồ tiên tri của Ngài sao. Ôn cảm ơn rất nhiều vì trường đại học tổng hợp học nước trời sao mà Ngài đào tạo trong con 603.550 người làm lịch sử sao. Ô như Ngài đào tạo trong con sơ sơ trở thành những con người mà sự sự hiểu biết ý muốn của Chúa sao, làm những công việc lớn lao cho Ngài sao, ô cô nguyện rồi Ngài đập nát tan cho tất cả gọi là cái sự Babylon, cái sự mà tấn công Ngài đặt để sao gọi là năng để đặt để khó khăn sao, đặt để tấn công đánh trên chúng con sao để làm sạch chúng con sao, để mới chúng con chẳng không biết là sao. Ngài nói rằng sao ô hãy vui mừng vì sự thách trăm bề học đánh chẳng cảm Ngài rất nhiều sao, nên cầu nguyện xin Ngài hãy hướng dẫn chúng con sẽ đều chúng con luôn ở dưới thành tảo sứ đồ tiên tri của Ngài, sẽ chúng con chắc chắn sẽ được trưởng thành, chắc chắn sẽ thành cái phần mà yêu thương nhất trong chi thể của Đấng Christ, trở thành người mà cứu chúng con sợ chứ không chỉ là người tới người gọi là người trở thành cái vai trò chính trong cái buổi giờ cứu con là nàng dâu của Ngài đó, sẽ chứ không chỉ là những người mà đến cứu sao không chỉ là những người mà chỉ đi qua lửa sao, ô nguyện xin Ngài hướng dẫn đời sống con sao, rồi chúng con sao, ô chúng con hiểu biết gọi là cái sứ đồ tiên tri rồi, con cầu nguyện cho chúng con lặp lại những nơi đổ nát cho chúng con và công bố sao những cái gọi là sự lẽ thật về sứ đồ tiên tri sao, ô sứ đồ của Ngài sao là những con người là khâm sai của Ngài sao, là những người mà hiểu biết ý muốn của Chúa sao, cầu nguyện cho tất cả các lãnh đạo sao để đầu sao họ tất cả gọi là các lãnh đạo sao tất cả các sứ đồ sao, những người nào mà tự xưng mình là sứ đồ sao gọi là thì họ phải gọi là được Chúa bày tỏ này sao để họ thật sự trở thành sứ đồ của Ngài sao, họ trở thành những người mà nhận biết được công nghệ làm người sao, nhận biết được nước sao sẽ nhận biết được ông nguyện cho ông hành đập nát tan cho tất cả gọi là cái sứ đồ giả nào đó, cho tất cả những sứ đồ mà không hiểu biết được cho ở cái chương trình của Chúa, sao không hiểu biết được cái mình là không sai đất trời, sao không hiểu biết được ý muốn của Ngài, sao là xây dựng thân thể mới ở trong Adam hai đó, sao xây dựng đền thờ của Chúa, sao khiến cho sự nàng dâu của Chúa trở thành khiến cho thánh Chúa trở thành nàng dâu của Ngài,
hoàng sao ô vô nguyện rồi ô ngài sư sư ngài ai mà dạy dỗ sao sư 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 chỉ sư 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 phước đời này sao sư thì tất cả những người đó sao sư sư học phải ô sư 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 tất cả sự dạy dỗ đó sao sư nó phải bị lọt dạy bỏ hay sao sư bị phá tan hay sao để đâu sư dạy dỗ đúng là thật của chúa sao về việc ô sư sư chất vọng sứ đồ sao sư chất vọng những con người mà thật sự ô làm này trụ lễ thật sao con cảm ơn rất nhiều sao con cầu nguyện sao cho các bạn tiên tri sao sư tất cả những ai xưng là tiên tri sao họ phải biết được ô tất cả gọi là công việc của sứ đồ sao họ biết được sư sư nước trời đó là như sứ đồ sao họ biết được các công nghệ người sao để nói sao để công bố sao để hướng tới đó sao để hướng tất cả con cái Chúa hướng tất cả hậu thánh của ngài sao hướng tất cả các quốc gia dân tộc sao đến trong cái việc mà sư nhận biết nước trời sao đến trong cái việc mà sư nhận biết tiếng lành của ngài sao mình cảm ngài rất nhiều Chúa con sao con cầu nguyện sao để rồi phán xét của Đức Giê-hô-va sẽ khởi từ nhà ngài sao con cảm ngài rất nhiều vì ô ngài sự sự được đặt để sao sự những gọi là sứ đồ thật sự của ngài sao sự trên một sinh sinh ra ra cho rồi ông sao sự người mà nhận biết được cái khái tự chương trình sứ mạng của ngài sao ông nhận biết được sao sự việc ô phải để ở giao giảng chỉ là nước trời cho thiết lập sự công bằng của ngài sao ông cảm ơn rất nhiều vì chất sự tiên tri của ông nữa sao để ông công bố cho quốc gia dân tộc sao phải đến sự thờ phượng Chúa cho con cái Chúa cho phải là những người mà đứng đầu những người mà đứng ở vị cao nhất cho vì chúng con là những con người mà chỉ dưới mà được Chúa trời sao ô hàng hậu sủng ái của ngài sao những người mà nhận lấy cơ nghiệp của Chúa trời để quán trị thế gian này sao con cảm ơn rất nhiều Chúa không sao con cầu nguyện sao rồi ngài ở cùng với tất cả những cái những sứ đồ tiên tri ở trong hội thánh đại sứ trời sao những con người mà nhận biết được cái nhận biết được ơn sự chức vụ của mình sao những con người mà đang nhận lãnh được cái ơn sứ đồ tiên tri từ một sinh đai sao ra họ lan rộng ra sao họ đào tạo ra cũng sứ đồ cái tiên tri để xây dựng hội thánh sao để lan rộng ơn tiên lành nước của ngài sao lan rộng ơn được là sự vấn trải trong ở sự đèn của ngài sẽ cũng cảm ơn rất nhiều sao cho công cầu nguyện sao để đầu sự bên ngài ở cùng sao với trường đại học trường trường du xe sao trường học sao dạy dỗ gọi là những cái giáo sĩ dạy dỗ những người giảng tin lành sao cảm ơn rất nhiều sao chúng con hiểu biết được người giảng tin lành sao phải biết về tin lành nước trời sao còn nó không sao giảng về tin lành cứu rỗi trong là kép đó sao thì chỉ đem ông người ta đến cái sự mà ích kỷ sao sẽ đem cái sự mạo sĩ lo về đời này sao mà không lo về nước của ngài sao cũng cảm ngài rất nhiều sao cho cầu nguyện sao rồi ngài ở cùng sao ngài hướng dẫn tất cả chúng con sao ngài dạy dỗ huấn luyện con sao theo chúng con sao nhận biết được ý muốn của Chúa sao con học hiểu được chương trình của ngài sao từ việc mà hiểu biết được chức vụ trước tiên sao để sống con sao phải trở thành những người mà con cái của Chúa trước sao sau đó sao con tiến tới sao cái việc mà trở thành môn đồ của ngài sao sau đó sao trở thành những người mà được để trong các vị trí cho mục sư của ngài sao là những người mà biết sự chăm sóc gọi là hàng giao của ngài sao những người mà biết sự khiến cho dạy dỗ lời của Chúa sao dựa trên nền tảng sứ đồ tiên tri sao để đầu khiến cho hậu thánh của Chúa sao trở thành hàng giao của ngài sao trở thành người đỡ tinh sạch của ngài sao ô cầu nguyện sao rồi tất cả những cái chức vụ mà chẳng thể sao sư phải bị gọi là Chúa ngài lão bỏ sao để đầu ngài giải lên sao những con người sao yêu mấy là thật của Chúa cho những người biết chức vụ mục sư của mình sao sư để họ thực hiện công việc của Chúa sao con cái mà rất nhiều sao chào cầu nguyện xin ngài hãy giúp đỡ cho sự bày tỏ của Chúa đến khi hậu thánh của ngài sao để mọi người được nhúng chìm sao trong gọi là nền tảng sứ đồ tiên tri sao họ phải được nhúng chìm trong đó sao để tất cả chức vụ còn lại cho chức vụ mục sư cho chức vụ giáo sư cho chức vụ người giảng tin lành sao thì để đúng hướng sao để chính xác sao cũng cảm ngài rất nhiều sao cũng cảm ngài rất nhiều sao
chơi câu cầu nguyện để đầu ngày huấn luyện tất cả gọi là chúng con chơi để rồi chúng con chơi đời sống con chẳng con cũng là những người sao ôi sẽ được Chúa đặt để làm sứ đồ tiên tri chẳng con phải ở ở trong cái nền tảng sứ đồ tiên tri chẳng con phải học để thông hiểu hết tất cả những gì mà ôi sư sư Chúa bày tỏ cho chúng con sư, 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 trong ở tình cha con sư ôi sư cũng cảm ơn rất nhiều sao ôi con dân để sống tất cả anh chị em con cho ngài sư để ngọc ngài huấn luyện ngài dạy dỗ sao ngài sứ chạy để sống con mỗi ngày sao con cảm ơn ngài con nguyện cho Đức Chúa Jesus Amen. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa. Shaka da bara da lu juru juru shi em bat bo juru chi em bala bara sa ka el juru juru so ko. Hallelujah. Và anh em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân. Ai tiêm phần ấy, Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh. Thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo. Kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp cai quản nói thứ tiếng. Ấy chính là làm cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác là mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công dịch, công việc và của chức dịch và sự gây dựng của thân thể Đức Christ, cho đến chừng nào chúng ta thầy đều hiệp một trong đức tin và hiểu trong sự nhận biết con Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vọc dạng trọn vẹn Đức Christ. Ngài không muốn chúng ta bị trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành làm cho lầm lạc, bị dao động và rời đỏ theo chiều gió đạo lạc, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật để cho mọi người chúng ta đều được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là đấng Christ. Thế là nhờ ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và sự gây và tự gây dựng trong sự yêu thương. Vì về anh em tôi đã sốt sắng như sự sốt sắng của Đức Chúa Trời, bởi tôi đã gà anh em trong một chồng mà thôi, dâng anh em như người trinh nữ tinh sạch cho Đức Christ. Amen. Như chúng ta đã biết, đã được bài giảng Thánh Linh của Chúa giảng dạy chúng ta nhiều lần rồi, được là ngày hôm qua nữa trong buổi giảng về đề tài là ai là người chuẩn bị cho Chúa Tái Lâm. Ai cũng muốn, những người tin Chúa thực sự đấy đều muốn để đón Chúa Tái Lâm cả. Kinh Thánh nói là lại Chúa Giêsu mà hội đến, nhưng họ chưa chuẩn bị. Bởi sao? Bởi vì chưa có ai dạy cho họ chuẩn bị cả. Như vậy ai là người mà chuẩn bị để cho người khác cũng chuẩn bị đây? Vì họ hớn hở, bố mẹ sắp đến, nhưng chuẩn bị sao đón bố mẹ đây? Như đứa con ấy, nó coi như họ như vậy. Nhưng phải có người anh cả ở đấy, biết được bố mẹ ra sao, biết bố mẹ làm cái gì, biết bố mẹ thích cái gì, muốn cái gì, chuẩn bị thế nào. Để mà khi bố mẹ đến khai trình mọi sự đến trước mặt cha mẹ của mình. Tương tự như vậy, những cái người nào đấy mà được trưởng thành, chưa đắp đẩy, được Chúa dạy dỗ để chuẩn bị cho Chúa thức ăn cho mọi người đấy đầy đủ đúng giờ khỏe mạnh. Như chúng ta đã biết là hội thánh là cơ quan kỷ luật cao nhất của Đức Chúa Trời trong con sáng tạo. Vì thế mà năm chức vụ quản lý hội thánh là năm chức vụ cao nhất để thiên chức. Rất tiếc mà người ta đã làm cho cái chức vụ đấy trở nên ô uế, trở nên bẩn thỉu, trở nên thấp hèn, bởi vì những giáo lý bẩn thỉu, giáo lý của thần học Babylon đấy, làm cho người ta không biết về Đức Chúa Trời, không biết bản thân mình. Đặc biệt nhớ là hội thánh là hội của các thánh đồ, và thánh đồ là những người được cứu từ Adam thứ nhất sang Adam thứ hai. Amen. Chúng ta nhớ chắc chắn đấy nhé, về sự bày tỏ Chúa, về công nghệ làm người mà Chúa dạy cho chúng ta đó. Alo, anh chị em có nghe rõ không? Internet có đủ không? Shakadabadabuduyuru, có nghe rõ Có không? chơi được con cũng nghe Là ra tam chức vụ đấy, sứ đồ, tiên tri, thầy giảng, giáo sư, mục sư. Thì nhiều kẻ bây giờ nó cứ làm phép lạ rồi chữa bệnh thì cứu giúp cai quản rồi em âm thanh rồi. Tôi nói là thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là thầy giáo. Ba cái chức vụ này này nhấn mạnh này, thì tôi nói là trong thiện đấy có năm ngón tay đấy, để biết là sứ vụ sứ đồ, chức vụ ngón tay cái kiểm soát được hết tất cả các ngón tay còn lại, và là sứ đồ thì cũng làm giáo sư được, làm mục sư được, làm thầy giảng được, làm tiên tri được. Ví dụ tôi chẳng hạn, tôi được gọi chức vụ sứ đồ, nên làm tiên tri cũng được, thầy giảng cũng được, mục sư cũng được, giáo sư cũng được, và mình làm hết tất cả chức vụ này. Và mình đang tiến hành trong chuyện đấy làm sứ đồ, bởi sứ đồ là người mà lập ra lên. Sứ đồ có thể là ít người, như sứ đồ Phaolô đấy, ông tin, cũng có mấy người tin ông đâu. Thậm chí đến khi mà ông sắp rời đất đấy, thì Chúa nói là chẳng ai, mọi người bỏ ra hết, chỉ còn lại có một, có vài người tin Chúa thôi, vài người theo ông thôi. Thế nhưng mà cái sự dạy dỗ của ông đó, nó để lại.
Thế mà khi ông rời đất đi đấy, ông chết, ông bị tử hình đó. Mà ông phải nói cho nhà thờ là chẳng có ai tin ta, chẳng có ai theo ta cả, chẳng ai, mọi người đã bỏ hết rồi, chỉ còn lại ít người thôi. Nên không nhìn cái bề ngoài như Chúa Giêsu đấy, khi ngài rời đất đấy, thấy chưa anh chị em, các môn đồ bỏ hết, Chúa Giêsu phải chết với nhục nhã trên thập tự giá đó. Để Chúa Giêsu follow, ông đi, ông rời đất, cũng theo con đường Chúa Giêsu bị chết, chỉ còn lại mấy người theo thôi. Nhưng mà cái chuyện xảy ra đó là chuyện sống lại của sư đồ, sống lại của Đức Chúa Giêsu, sống lại của các học thuyết mà Đức Chúa Giêsu quảng cáo sứ đồ, để mà những sự dạy dỗ sứ đồ đó, tiên tri đó đấy, là nền tảng cho các cơ đốc nhân sau này, để rồi lời Chúa nói rằng anh em được lập trên nền các sứ đồ tiên tri. Amen. Và thứ nhất Chúa nói là sứ đồ, thứ hai là tiên tri. Như sứ đồ mà Lam đã chia sẻ đấy, sứ đồ là biết hết tất cả về nền trụ đã thật, người xây dựng cấu trúc của thánh mà. Mà hội thánh phải là sự đầy đủ mọi đóng mọi sự trong mọi loài. Còn sứ đồ ngày nay chúng ta thấy sao? Thì là mấy phép lạ mới được ơn chữa bệnh, thế thôi, cứu giúp, thế thôi, quản lý, cai quản, nó quản lý đấy. Quản lý, nó quản lý thì như một cái tổ chức, chưa quản lý hội thánh. Quản lý hội thánh nó khác với quản lý một tổ chức, anh chị em ạ. Nó tất nhiên nó phải hơn cả các tổ chức thôi, nhưng quản lý hội thánh của Chúa Trời nó khác với quản lý của tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức dân sự hay chính trị gì đấy, nó khác. Vì lãnh đạo của Đức Chúa Trời khác, và chúng ta có bài học về lãnh đạo của Chúa như thế nào, khác với lãnh đạo thế gian, khác lãnh đạo của các hội công hội hội đoàn tôn giáo, khác với lãnh đạo của hội tin lành, hội thiên chúa giáo, hội công giáo, hội gì đấy, khác, lãnh đạo của Chúa nó khác hẳn với hội tôn giáo đó. Vì lãnh đạo của Chúa là lãnh đạo toàn Adam thứ hai cả, lãnh đạo của thế gian ấy thì họ muốn đến Chúa, họ đi từ dưới lên đó, họ đi từ Adam thứ nhất, họ luôn coi họ là yếu đuối, họ là kém cỏi, họ là tư nhân, họ không biết rằng họ cần phải mặc Adam thứ hai trong lúc cầu nguyện, trong lúc chiến đấu, trong lúc làm mọi thứ, phải làm mọi gì như là làm cho Chúa. Mà vì thế mà chính vì Adam thứ hai mới làm mọi thứ vì danh Chúa và vinh hiển. Amen. Làm việc gì cũng phải để danh Chúa vinh hiển, vì thì Adam thứ hai mới làm thôi, Adam thứ nhất không làm được. Adam thứ nhất chỉ có làm cho uế, làm cho nhục danh Chúa. Adam thứ nhất mặc dù muốn lắm nhưng không làm được, lời Chúa nói rồi, chứ xác thịt đấy, nó muốn lắm nhưng không làm được, chẳng ích gì cả, là gieo xác thịt chỉ bởi xác thịt mà nhận sự hư nát thôi. Sư đồ biết rõ tòng 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 từ về nước trời tương chi đề, biết về công nghệ làm người, biết về tin lành nước trời, biết con người mới con người cũ, biết thiết kế con người ra sao, đặt con người như thế nào, biết tất cả các chức vụ, bản chất mọi sự. Sứ đồ đấy biết, biết như từ đấng từ có ban đầu đó, biết như đấng phụ lão độ tuổi thuộc linh thứ ba đấy, biết đấng từ lúc ban đầu, biết bản chất mọi sự là kết thúc nó phải như thế nào, biết luật pháp Đức Chúa Trời cái rõ ràng như là khâm sai của Chúa đấy. Chúng tôi chứ khâm sai Chúa, như sư phong luôn nói đấy, khâm sai đại mệnh toàn quyền của Chúa, biết các công việc của nước trời, khâm sai từ trời gửi xuống, nên biết các công việc của nước trời, của nước vương quốc Đức Chúa Trời là cái gì. Ngày nay có bao nhiêu người gọi tự xưng sứ đồ nhưng công việc nước trời có biết đâu, thậm chí định nghĩa nước trời là gì họ không định nghĩa nổi, định nghĩa một cách rất là bâng quơ, rất là trừu tượng, mà người khác không hiểu nổi, người bình thường không hiểu được. Sao họ viện cớ nước trời chẳng thể đây chạy đó, chẳng thể ăn thể uống, bởi sự công bình, bình an vui vẻ bởi Đức Thánh Linh. Ok, thế công bình là cái gì, họ không định nghĩa nổi, anh chị em ạ. Họ không định nghĩa nổi sự công bình của Chúa Trời, vì họ là mặc sự công bình của Adam thứ nhất, và cái nhìn của Adam thứ nhất ấy thì cái nhìn con người xác thịt, nên thì ta không làm nổi. Họ cũng nói về sự tái sinh, cậu nói tái sinh quỷ ma nó lại tái sinh, nhưng mà chúng ta cần là tái sinh bởi Đức Thánh Linh đó. Mà tái sinh bởi Đức Linh đấy thì trong Kinh Thánh cũng chỉ cho đâu là thần thật lẽ thật, đâu là thần giả dối, đâu là Đức Thánh Linh thật và đâu là Thánh Linh giả, anh chị em ạ. Trong hồ kép Chúa Giêsu nói Giêsu giả, Christ giả, thì có cũng có khái niệm Đức Chúa Trời giả, mọi thứ giả, Đức Chúa Cha giả, Đức Chúa Con giả, Đức Chúa Thánh Linh giả, có hết. Nó làm cái chuyện đấy bởi quỷ Sátan đã từng muốn làm Đức Chúa Trời thứ hai, mà nó muốn nó là Đức Chúa Trời giả đấy, và các quỷ của nó theo lệnh của nó cũng bắt chước để làm ra xưng mình là Đức Chúa Trời giả, và với đấy chém chẹ ở mọi nơi. Vì thế mà Chúa mới cảnh cáo trong Kinh Thánh đấy, những kẻ nó ngồi
trong ngôi trong gì ạ? Trong đền thờ tự xưng mình là Đức Chúa Trời đó. Tự nhiều kẻ làm như vậy là Antichrist, những tiên tri giả nó làm như vậy. Và mục đích của sứ đồ này khi biết rõ ràng đấy, phải đưa cho con dân Chúa biết rõ ràng từng cái thành phần một để khi biết đồ giả biết ngay. Và trong hội thánh chúng ta ấy, trong dòng chảy sự thương Thiên Chúa này được dạy dỗ cách tỉ mỉ cẩn thận về công làm người của Đức Trời, để nhận biết Đức Chúa Trời, nhận biết bản thân mình, nhận biết cơ nghiệp, nhận biết quyền phép đặt cơ nghiệp bởi đức tin và nhận và khuất phục tất cả cơ nghiệp dưới chân của Chúa, để tất cả gì Chúa là Alpha thì kết thúc là Omega là Ngài. Amen. Để trong hội thánh Chúa là mọi sự trong mọi loài, chúng ta có công nghệ đấy. Rồi tiên tri là người mà kèm theo cặp theo sứ đồ đấy, đi theo sứ đồ để mà giúp trợ giúp sứ đồ. Tiên tri không thể đứng riêng được. Thời cựu ước thì tiên tri đứng riêng bởi vì lúc đó chưa có sứ đồ. Bởi lúc đấy là sứ đồ là của nó quản lý cái hội thánh là hội Adam thứ hai. Mà thời cựu ước thì chưa có Adam thứ hai, chỉ có Adam thứ nhất thôi. Nên chưa có sứ đồ. Kể cả những cái người Adam thứ nhất ấy, có một số người được cứu bởi vì bởi đức tin họ vào Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac và Jacob nên họ được cứu thôi. Nhưng họ cũng không nhận được cái điều mà Chúa đã hứa. Cháu sẽ hứa điều đó như vậy. Và họ có lớn thế nào chứ nữa thì họ không lớn bằng Giăng Báp-típ. Mà Giăng Báp-típ lớn thế nào chứ nữa của Adam thứ nhất ấy, thì cũng không bằng cái kẻ mà nhỏ nhất trong cái thiên đàng là Adam thứ hai. Để biết Adam thứ hai này lớn mức độ thế nào. Amen. Adam thứ hai ấy, tuyệt vời như thế nào. Và tiên tri cũng phải biết điều này. Tại tiên tri là hỗ trợ cho sứ đồ mà. Chứ không phải tiên tri mấy cái ông thầy bói, mấy ông thầy phù thủy, mấy ông nhà ngoại cảm mà kiểu là mục sư đấy, nhưng mục sư gọi chơi cho ngoại cảm, mục sư chơi cho bói, không phải mấy cái có ơn đồng chuyện thôi. Ơn thì ơn tiên tri là nói ra cái gì đấy, nhưng mà để trời tiên tri là chuyện khác. Ơn tiên tri thì ai cũng có hết anh chị em ạ, nhưng trời tiên tri lại là người tiên tri đã khác rồi. Tiên tri đã biết bao nhiêu thứ của Đức Chúa Trời anh chị em ạ. Tiên tri biết về các nước, các dân, biết về cơ chế hoạt động nó, cơ chế nước trời làm sao, cơ chế thế gian cái gì, biết hết. Ở dưới đất biết, ở dưới trời biết, trên trời biết, sự dưới đất cũng biết, sự trên trời biết. Bởi vì nếu sự dưới đất mà không hiểu đấy thì chẳng hiểu sự trên trời cả. Hãy nhìn xem tiên tri thời cựu ước thôi nhá, còn kém xa cái tiên tri thời các nước đó, mà tiên tri thời cựu ước mình chúng ta nhìn thấy thôi. Những tiên tri nhỏ đấy, trong sách những tiên tri nhỏ đấy đã nói thế nào về các dân các nước rồi, nói thế nào về đủ đủ các thứ rồi, về hội thánh thế nào rồi. Tiên tri nhỏ như OC thôi nhá, cũng đã nói rõ ràng về cái chuyện gì ạ, là Đức Chúa Trời là chồng đúng không? Amen. Anh chị em ạ. Esai là tiên tri gọi là lớn này, nhưng cái sách tiên tri Esai nói rất nhiều, cũng nói chuyện là chồng, còn Hội Thánh là vợ, Lisa là vợ của Chúa, khẳng định cái chuyện mà sứ đồ Phaolô ông rao giảng. Rồi tiên tri OC nhỏ hơn đấy cũng nói về Đức Chúa là chồng, Đức Chúa Trời ngài bỏ vợ và Đức Chúa Trời ngài cưới vợ lại. Thế tiên tri nhỏ thôi đã biết điều đó rồi, nhưng ngày nay thì tiên tri thiếu thảm 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 trạng luôn, tiên tri không hiểu nữa chờ. Nên đấy gọi là tiên tri giả, hoặc là những người mà đang tập tành cái ơn tiên tri, họ tập tành thôi. Nhưng chưa ai dạy dỗ họ về thế nào tiên tri thật cả. Và nhiều cái nữ mà họ cứ nói hội đồng tiên tri được đủ các thứ đấy, hội đồng trưởng đạo rất là trên con. Bởi vì họ không hiểu sự công bình Chúa Trời. Bởi vì người trên trời người nhìn xuống ấy, chẳng thấy người công bình cả, người nhìn thấy cái hội lăng xăng, chẳng biết cái trò gì cả. Họ làm cái gì mà họ mạo danh ta làm, ăn cắp lời của nhau để nói cho oách. Mà không hiểu điều mà mình đang nói, cắt nghĩa kinh thánh nhưng không hiểu điều mà đang nói, bởi vì họ cắt nghĩa theo Adam thứ nhất anh chị em ạ. Đó, cái điều thảm hại như vậy. Vẫn có những Adam thứ hai, vẫn có những người tiên tri thật là Chúa Trời, họ nỗ lực những Adam thật, những Adam thứ hai, những tiên tri thật đấy thì toàn bị ném đá thôi. Những thời đại họ toàn bị ném đá. Những sứ đồ thật có, và 7.000 người làm chưa hề quỳ gối trước mặt bay và môi họ chưa hôn chúng lần có, nhưng họ vẫn chưa thành sứ đồ tiên tri. Họ là những người mà đang mong mong hắn từ hướng tới để đợi ai đó kích hoạt họ ra, cái mồi bật họ ra để kích hoạt họ. Và Chúa chúng ta trước đây là những 7.000 người đã làm chè của Chúa Christ, và Chúa đã dạy dỗ chúng ta từ cái phần nhỏ nhất rồi để lên 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 các sứ đồ tiên tri, để chúng ta bây giờ kích hoạt lại, bây giờ kích hoạt lại những người khác để đốt lại ơn sứ đồ tiên tri nào đó, thầy giảng giáo sư mục sư đó trong lòng của người mà được gọi. Ai đó bảo tôi là tôi không làm sứ đồ được. Nhiều người bảo tôi chỉ ơn này thôi, không có ơn này. Đấy là người yếu đuối anh chị ạ. Người đấy là không biết về quy luật, người đấy chưa là Adam thứ hai. Adam thứ hai mà trưởng thành đấy, có thể Adam thứ hai nhưng họ chưa trưởng thành, họ mới tái sinh thôi, họ vẫn còn con bé mọn. Nhiều nhiều người gọi mục sư ấy, họ còn con bé mọn lắm, có thể họ tái sinh rồi nhưng còn con bé mọn. Nên họ bảo là họ cứ ghi mài trong ôi tôi chỉ được ơn này thôi, tôi không được ơn nào ơn kia.
đấy là kẻ đấy, kẻ bất tín anh chị ạ. Vậy một cái ơn nào đưa cho đấy, nếu họ tôi ít ơn lắm thì bây giờ chỉ cần họ trung tín việc nhỏ, ơn nhỏ thôi thì cái ơn nhỏ sẽ nhân lên, thế là sẽ thành 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 ơn lớn thôi. Ví dụ như Chúa đã nói người một ơn người này năm ơn, năm ta lân đấy, sau đó phải đi và nhân lên. Nếu cái người mà năm ta lân mà một người nào nói hai ta lân bảo tôi chỉ được hai ta lân thôi không được năm ta lân ấy, thì không sao, cứ nhân lên đi, nhân thành bốn, bốn xong rồi lần tiếp một chu kỳ đã nhân lên thành tám, nhân đôi chẳng hạn thành tám, thành tám thế là hơn cái người mà có năm ta lân rồi, thấy chưa, cái người năm ta lân đó chỉ cần nhân vài lần thôi là được, họ chỉ cần bền bỉ, họ trung tín việc nhỏ thì họ đã trung tín việc lớn, chẳng ai là bật phát là sứ đồ ngay cả. Các sứ đồ chú chưa gọi đi đấy, chưa gọi là môn đồ, chứ chưa gọi sứ đồ, thì sau này cũng gọi là sứ đồ thôi, tông đồ thôi. Và khi mà Chúa đã dạy dỗ nhiều thứ, Chúa huấn luyện đủ các thứ, Chúa đi và Chúa gọi trong đức tin, mọi thứ Chúa cứu chúng ta trong đức tin của con Chúa Trời, thì chúng ta nó chưa xứng đáng, các môn đồ nó chưa xứng đáng, họ chưa tái sinh mà lúc đi cùng với Chúa Giêsu họ chưa tái sinh. Amen. Thánh Linh của Chúa chưa giáng xuống trên họ, họ đi thôi, họ đã gặp được Chúa, họ những cái khung thôi, thậm chí còn không biết Chúa Giêsu là ai mà ở với Chúa Giêsu nhiều năm rồi mà nói ôi thôi ngài tỏ cho tôi, chúng tôi biết cha là đủ rồi. Thì nói Chúa Giêsu về ô kìa hay nhỉ, ta ở với người bao nhiêu năm nay mà người không biết ta, ai thì cha thì ta. Rồi Chúa phải kêu luôn là ô ta sẽ ở với các ngươi, các kẻ tin, ta ở với ngươi lúc nào nữa đến chừng nào nữa. Thì hỏi với Chúa Giêsu là ai đấy thì chẳng môn đồ trả lời cả, mỗi mình ông Phi-e-rơ được Thánh Linh tỏ ra là ngài đứng Christ con Chúa Trời. Chúa vừa khen ông xong thì ông Chúa tỏ tiếp do các môn đồ, thì ông ra kéo Chúa ra một chỗ và dùng cái sự nhân đạo của ông đấy để can ngăn, rồi con người Adam thứ nhất để can ngăn, rất là đạo đức, rất là tốt lành, nhưng mà Chúa phải chỉ thẳng cho lại Sa Lăng lui, vì ngươi chỉ lo việc người ta mà không lo việc Chúa Trời, tại vì ông sống trong Adam thứ nhất mà chỉ lo việc để ma quỷ đó dẫn dụ thôi. Vừa được Thánh Linh tỏ ra xong như thế là cần phải trưởng thành đến mức độ nào. Amen. Học được Chúa rất nhiều, đi cùng Chúa rất nhiều rồi, nhưng còn trưởng thành tái sinh nữa. Với lại tái sinh, khi tái sinh đầy giấy Thánh Linh rồi bắt đầu tự đi và không sợ một cái gì hết. Thì sợ khi sợ Chúa thôi, còn chẳng sợ gì cả. Địa ngục cũng chẳng sợ. Bởi vì địa ngục nó thắng, cửa địa ngục nó lên thắng luôn cả địa ngục mà. Nên có sợ đó đâu, chỉ sợ Đức Chúa Trời thôi, và sự kính sợ Đức Chúa Trời luôn sạch tất cả sự khác. Anh chị ạ. Có nhiều lúc mà tôi trong giấc mơ tôi bị coi bóng đè chẳng hạn này. Bóng đè, người ta u ớ, người ta kêu thôi. Thấy ma quỷ, thấy có rồng rắn trong đó. Thì tôi chẳng sợ gì cả. Khi tôi lao tôi xé tất cả các rồng rắn ra, các loại rồng, đánh tan nát hết chúng nó ra. Trong cái xu xé tan hết các quỷ thần trong ra. Mình lao vào bầy quỷ, mình xé tan nát hết chúng nó ra. Dẫm đạp nó ra để mà giành hết, để mà mình giải giáp vũ khí của nó mà. Nhiệm vụ chúng ta, Chúa Giêsu đã dùng thập tự giá thắng chúng nó rồi và nộp ra tỏ tường thiên hạ rồi. Mình không phải đánh nhau nữa, mình vào mình giải giáp nó, mình xé tan nó thôi. Trong thanh xuân mà xé tan hết chúng nó ra. Chẳng phải vật vã gì mà đi đánh nhau nó mệt người cả. Chỉ phải thi hành án thôi. Amen. Vậy là cầu nguyện của mình ấy, cứ thế mà giáng xuống mà lệnh xuống mà thi hành án. Và mình là mặc lại Adam thứ hai. Thì thế mình không ai làm hại mình được. Đó Chúa nói rồi. Ai sinh bởi Đức Chúa Trời hãy tự giữ lấy mình. Ma quỷ không hại người được. Tại sao? Giữ Adam thứ hai đấy, giữ lòng của mình đấy, giữ để mình biết là Adam thứ hai. Thì Adam thứ hai thì không bao giờ bị hại được. Adam thứ nhất thì bị hại được. Adam thứ nhất thì bị dụ dỗ bởi Antichrist, bởi Giêsu giả, bởi thần cầm giả mạo. Còn Adam thứ hai đấy thì không thể dụ dỗ được như Chúa Giêsu đấy. Dụ dỗ nào được? Ngài biết ngay, ngài phân biệt ngay, ngài biết đâu ngay thần cầm giả mạo ngay. Thì Adam thứ hai gặp cái quỷ khác biết ngay, gặp thần cầm giả mạo Antichrist biết ngay. Nên nhiều lúc chúng ta tới những người họ nói tiên tri rồi họ làm phép lạ, họ cầu nguyện, họ đuổi quỷ những thứ đấy, mình thấy ngay Antichrist ở trong họ, những biểu hiện Antichrist trong họ. Còn những con trẻ đấy sống theo xác thịt đấy, như lời Chúa nói đấy, kẻ kế tự giàu khi kiểu thơ ấu thì ở dưới quyền của người bảo hộ cho kỳ trả định, và những kẻ kẻ kế tự còn con đảo đấy thì sao ạ? Người ta sống theo lề thói thế gian, cái bị ma quỷ dẫn dụ không biết. Nên Chúa nói cho đoạn Kinh Thánh, Chúa nói là ngài không muốn chúng ta như trẻ con nữa mà bị người ta lừa đảo, bị Minh Chúa dỗ dành làm cho lầm lạc, mà muốn lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để nói lẽ thật đấy, phải lẽ thật. Chúng ta học về tình yêu lẽ thật rồi, nhưng rất tiếc ấy, là người ta không yêu lẽ thật, nên thành ra họ không được thêm lên trong đấng làm đầu, tức là cho đấng Christ đấy. Chính vì họ không ra lời chân thật mà chỉ nói lời dối trá thôi, các mục sư lãnh đạo toàn dối trá thôi. Chúng ta thấy trong trường
như lãnh đạo ấy tới đấy, cũng chỉ dối trá, ít người như ngây, ít người như là nghiêm túc để nói lẽ chân thật. Có người đã chân thật thì họ chân thật chỗ là họ ôi đừng có giọng nghỉ, họ tư vấn luôn, đừng đừng có động, đừng có làm việc ác đấy, đừng có động vào việc của người khác, đừng có động vào nội bộ. Thì những kẻ gian ác vẫn cứ lao vào, tiến sĩ giáo sư thần học mục vụ tâm lý đủ các thứ thôi, khoe mình quản lý hàng ngàn đội gánh ở Việt Nam, nói dối không ngượng miệng gì cả, tao nói bậy thôi, phản thầy phản bạn đâm sau lưng mà vẫn chối đây đẩy ra, có gì đâu khi đưa chứng cứ nó ỉu. Đấy còn người Adam thứ nhất ấy, nó rất là đều cả. Adam thứ nhất nói chỉ nói dối thôi, quen nói dối rồi, nó quen vô trách nhiệm rồi. Nên nhiều lãnh đạo, nhiều mục sư ấy, nhiều tiến sĩ thần học, giáo sư thần học đó, đấy quen nói dối vì họ sống con Adam thứ nhất. Thì dưới cái bài giảng họ ấy, nó u uất, nó chán nản, nó không có quyền năng thực sự thánh linh. Họ gào ghét quyền năng gào ghét gào ghét. Nhưng quyền đấy nó chỉ bắt nạt được mấy cái người yếu bóng vía ấy, những người mà ngu dốt không biết thật là cái gì cả. Còn người biết đã thật đấy thì làm sao mà vải thưa che mắt thánh được. Amen. Không lừa được những người mà có quan hệ thật với Đức Chúa Trời, quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, không lừa được anh chị ạ. Có gào thét các chức vụ, có gào thét xong nữa, có làm mình làm mày xong nữa cũng không thể bịp đỡ người đấy. Anh hình dung đứa trẻ đấy, một đứa trẻ nó mang cho anh một cái kẹo, nó đến đứa trẻ nó ơ đây tôi bán cho anh cái đồ ăn này ngon lắm, đồ này 1 tỷ đô la đấy. Một cái kẹo mà anh chị em có mua có 5 sen hoặc một một đô có 1 đô chẳng hạn, 1 đô la chẳng hạn. Bây giờ đứa trẻ nó nói thế, nó cứ cái này quý lắm, cái này 1 tỷ đô la đấy. Thì mình nhìn thấy mình thấy ngay đứa trẻ nó lừa, nó ngây ngô, nó lừa. Nhiều đứa trẻ nó làm cái trò trước mặt người lớn đấy, nó cứ tưởng là thật thôi, nó chân thành nó tưởng là thật bởi nó ngây ngô mà. Nên lời Chúa nói sự thì ngu dại vốn buộc lòng con trẻ, nên cần đánh bật cái sự tồn tại đó ra. Và chúng ta như sứ đồ tiên tri ấy, thầy giảng giáo sư mục sư ấy, chúng ta cần đánh bật nó ra. Vì thế những bài giảng chúng ta khác hẳn bài giảng du ngủ của giáo sư tiên tri giả hay kẻ mà gọi là yếu đuối. Nên đánh bật nó ra, đánh bật ra, vì như Chúa Giêsu ấy, ngài bệnh ra ngài vụt cái lũ mà buôn bán dầu thánh linh, buôn bán trong đền thờ chúng ta, chỉ làm cho cái bụng mình thôi chứ không vì Đức Trời. Amen. Nên chúng ta cầu nguyện cho hội thánh Chúa ấy, về mặc lấy con người mới, mặc lấy Adam thứ hai thì mới biết được cái chức vụ này. Thì lúc đó những cái người mà làm chức vụ sứ đồ tiên tri thầy giảng giáo sư mục sư mà Chúa gọi đấy thì họ mới thực hiện được cái thánh chức của Chúa, thực hiện thiên chức được của Chúa. Bằng không ấy thì họ chỉ giáo sư mục sư thầy giảng sứ đồ tiên tri giả hết, giả 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 một lũ luôn. Thầy giảng tin lành ngày nay chẳng biết tin lành cái gì cả, chẳng biết Đức Trời cái gì cả, chẳng phân biệt đâu là tin lành Đức Trời và các loại tin lành khác, mà thì tin là cái gì, mà chỉ có một tin lành thôi. Vậy tin lành nữa là tin lành gì, thế tin lành khác là tin lành gì, tại sao Kinh Thánh nói chỉ có một tin lành thôi, thế tại sao có nhiều tin lành thế, chỉ có Đức Chúa Trời thôi, thế tại sao có nhiều kẻ xưng là Đức Chúa Trời thế. Đấy, vì trẻ con mà nên họ ngây ngộ không biết. Nên nhiệm vụ chúng ta phải dạy cho các cầm quyền cho Đức Chúa Trời, dạy cho sứ đồ, có tiên tri, có thầy giảng, các giáo sư mục sư. Amen. Cái chức của chúng ta là cách mạng thần học đấy, để đặt nền tảng, để phá đền thờ cũ đi, chúng ta lệnh rồi, để mở lập nền thờ mới, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Adam thứ hai mà Chúa Giêsu đã khởi sự rồi. Nên nếu kẻ nào ấy mà không tin vào Adam thứ hai, không mặc Adam thứ hai ấy, thì kẻ đó đã sỉ nhục con Đức Chúa Trời, đã không tin Chúa Giêsu khi sống lại, và thế mà kẻ đấy sống trong tội lỗi, những kẻ đó là tiếp tục sống tội lỗi mình, và đức tin kẻ đó là trần vô ích như lời Chúa đã phán. Amen. Ora sakadabara bulu julu lulu ora sakachoi, chúng ta ơn Chúa thật nhiều. Ora sakadabara bulu, vì ngài đã gọi chúng con sứ đồ tiên tri thầy giảng tin lành giáo sư mục sư cho ora sakadabara, chúng con tất cả các thẩm quyền đó, thẩm quyền trên trời dưới đất đều là trên chúng con, để quản lý hội thánh của ngài chưa, vì chúng con là hoàng hậu sủng ái của ngài, nên tất cả chức vụ này chúng con phải kinh qua hết chưa, tất cả chức vụ này chúng con phải được huấn luyện và được trải nghiệm hết tất cả trong danh Chúa Giêsu. Ora sa tuơi, chúng ta cho ơn sứ đồ tiên tri để chúng con biết được điều gì đã xảy ra, đã xảy ra, đã xảy ra chưa, chúng con được biết được quan đầu, chúng con biết được trước khi ngài tạo dựng chúng ta thì ngài đã làm cái gì rồi chưa, ba thân vị Đức Chúa đã hài hòa với nhau rồi, và trước khi tạo dựng thế gian ngài đã thế thiết kế ra những bản thiết kế tiền định của Chúa cho từng tạo vật rồi, cho chúng con, cho từng dân tộc, từng quốc gia một, Chúa ơi.
Urasaka cho hội thánh của ngài như thế nào rồi, chúa đã làm hết rồi chưa ạ, và từng giai đoạn của các sáng tạo đó ngài tả cho con biết chưa ạ, đó đó là trên ơn tiên tri ngài cho chúng con đó chúa ơi, để chúng con phát triển ơn tiên tri đó của ngài chưa ạ, biết được cái điều đã có từ lúc ban đầu chưa ạ, điều đang xảy ra và điều sẽ xảy ra chưa ạ, biết được vui của cả năm, biết được cõi đời đời, biết được trong trời mới đất mới làm cái gì đó chưa ạ, vì thế chúa tiếp tục phát triển cái ơn tiên tri đó, người tiên tri đó trở thành sứ đồ cho để thi triển những cái điều gì được tỏ ra trong sự tiên tri đó của người tiên tri đó, của đấng tiên tri đó cho để mà làm cái điều thành hiện thực, thành cái sự dạy dỗ sứ đồ tiên tri cho để mà lập nền lập trụ hội thánh của Chúa, vì hội thánh là trụ nền đã thật cho, để qua chúng con đây chúng con đào tạo ra những trụ của Đức Trời, những trụ trong đền Chúa Trời và không sao khỏi đó cho, qua chúng đây mà Chúa viết ra kinh thánh trong vũ quốc cả năm có đời đời cho như các sứ đồ được Chúa dùng để viết lên kinh thánh thời tần nước, như những tiên tri được viết thời cựu ước cho thì chúng con Rasa sứ đồ tiên tri của Chúa đây được dùng để viết kinh thánh thời ngàn năm và cả cõi đời đời cho ạ, trong danh Chúa Giêsu cho tạ ơn Chúa sẽ chọn lựa kêu gọi Chúa thật lớn cho chúng con cho ạ, chúng con thật là trân trọng chúng con thật là chân quý Rasa run rẩy để làm sự cứu chúng mình run rẩy vì thấy sự chọn lựa kêu gọi của Chúa chúng con thật lớn thật vĩ đại cho ạ, vượt qua sức tưởng tượng loài người cho ạ, quả thật những người đã nói đều tin ta làm thì ta làm còn là lớn hơn nữa trời, quả thật như lời ngài nói chứ, hãy cầu ta Rasa ban cho được lớn và khó được ngươi chưa từng biết cho ạ, Rasa những sự gì tai chưa nghe mắt chưa thấy lòng người trên nghĩ đến, nhưng ngài đã sẵn sàng cho con cái yêu mến ngài cho ạ, Rasa toàn sự vượt qua sức hiểu tưởng tượng loài người thôi cho ạ, nhưng ngài đã cho chúng con biết vì chúng con Adam thứ hai của ngài, Adam mà biết được tất cả sự bí mật trong lòng của ngài cho ạ, Rasa mọi điều đó Chúa Thánh Linh Rasa Đức Thần Chúa Cha thần cho con đã đến tỏ chúng con, Cha yêu chúng con ở cùng chúng con, Đức Chúa Con yêu chúng con và đến cùng chúng con bởi Thánh Linh của Ngài cho và tỏ cho chúng con biết Ngài, tỏ cho chúng con biết những bí mật của Ngài cho Hallelujah, cho con yêu Ngài Sakadabadudurujulabasabadurujulosokodabarasaka Endi da ba da ba ba vì dân và nước là chẳng thật chúng con sẽ diệt vong cả chưa, nhưng đó hoang vu vì họ sự ngu dại và sự ngu dại đã bị lật đổ, sự ngu dại của họ đã úp đổ họ chưa, và dân ngu dại dân không hiểu biết đó thì bị diệt cho dân của ngài ngu dại bị diệt và bị cách chức của thầy tế lễ những thiết lễ gian ác đó trong nhà chúa con đổ hết cho rất thầy giáo lý bậy bạ ra sao về quản lý hội thánh bảy nền thần học bảy bạn Babylon đó đập nát tan thành trong danh Chúa Giêsu cả đặt đốt sạch hết tất thảy các giáo lý sách vở video các tiên tri giả đó ta đốt sạch hết trong danh Chúa Giêsu và để lại cái gì tốt lại trong nhà Đức Chúa Trời như những người quản lý nhà Đức Chúa Trời sàng lọc hết tất cả các sự dạy dỗ giáo lý đó Orasakadabu và để lại những gì tốt lại trong nhà Đức Chúa Trời còn tất cả đốt hết Orasaka và bắt hết tất cả các thầy tế lễ gian ác đó vào lãnh cung trong danh Chúa Giêsu sa cả tất thầy chức vụ sứ đồ tiên tri thầy giảng mục sư giáo sư tự xưng nó ta bắt hết và cách chức hết và sát hạch hết tất cả lại các chức vụ đó trong danh Chúa Giêsu sa những kỳ sát hạch của qua đang trải đây vì sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời ta công bố sự phán xét khởi từ nhà Đức Chúa Trời để sát hạch lại tất cả các lãnh đạo các cơ đốc lãnh đạo cơ đốc các hội thánh sa sách nó sát hạch lại tất cả các chức vụ sứ đồ tiên tri thầy giảng giáo sư mục sư mà người ta tự xưng ai đó phong ra ai đó tưởng Đức Thánh Linh phong cho họ ta sát hạch hết lại họ trong danh Chúa Giêsu Shaka và cách chức hết tất cả các tiến sĩ viện trưởng giáo sư thần học các chức tất cả mục sư là gian ác ra những kẻ không hiểu lẽ thật ra những kẻ gian dối những kẻ lừa thầy phản bạn những kẻ độc lõa ra sakara với kẻ gian ác ra sakara những kẻ mạo danh lộng ngôn những kẻ dối trá lên mình kiêu ngạo ưa thích sự vui chơi hơn là Đức Chúa Trời bề ngoài thì giữ điều như Đức như bề trong đã chối bỏ quyền phép đức tin như lúc đó những kẻ không tái sinh những kẻ không biết mặc lấy Adam thứ hai làm cho mình mạnh mẽ những kẻ chỉ có thầy lai những kẻ chỉ đơm đặt một chuyện nọ ta cách chức hết tất cả các lũ đó trong danh Chúa Giêsu Shakadabara sự phán xét khởi từ nhà của họ khởi từ nhà Chúa khởi xuống trên nhà của họ trên cha mẹ họ trên con cái họ trên vợ trên chồng họ trên chức vụ họ trên đội ngũ họ trong danh Chúa Giêsu Kadabar như Chúa Trời đã phán xét chúng ta, sự thạnh nộ Chúa giáng cho chúng ta, để diệt con người Adam thứ nhất của chúng ta, là con người cũ đó, con người Babylon đó, Rasa để chúng ta mặc đến con người thứ hai, Adam thứ hai là Siôn của Chúa Trời đó, Rasa Kadabar Rasa Kadabar
họ ra bà ta đứng nổi trong ngày phán xét thạnh độ Đức Chúa Trời. Ôi vì chúng ta làm ra sự phán xét thạnh độ Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu. Ô sự bà sự ô sự giận dữ của người ta không làm sự công bình Chúa Trời, nhưng sự giận dữ Chúa Trời làm ra sự công bình của Ngài. Ô Rasaka và Ngài tỏ sự giận dữ thạnh độ của Ngài qua chúng ta, trong chúng ta. Ô phá tan hết tất thảy các đổ lũy của ma quỷ, đập nát hết tất thảy mọi sự dạy dỗ bẩn thỉu u uế của đền thờ Babylon đương đại. Ô Rasakadabra để lập nên cái đền thờ mới của Chúa Trời. Ô nhân danh Chúa Giêsu. Hallelujah. Hỡi sự phán xét của Chúa, hỡi thần phán xét của Trời. Ô hỡi thần công bình, thần thiêu đốt của Ngài Chúa ạ, đổ xuống trên con gái Sion để tẩy uế con gái Sion Chúa ạ, tẩy uế từng hội thánh một nhân danh Chúa Giêsu. Ô tất thảy các chức vụ trăn bày, ô trưởng lão dạy dỗ trong tất hội thánh từ nhỏ đến lớn đều bị phán xét trong danh Chúa Giêsu. Sakadababunjuru những kẻ ô trẻ con ngây ngô ngu dại, ô thì phải học theo lời Chúa, đừng có phán xét ai để không xét đoán. Ô Rasaka có người trưởng thành để xét đoán, vì xét đoán thiên sứ, xét đoán thế gian, xét đoán đời này là của người trưởng thành. Ô xét đoán 12 chi phái xuyên là việc của người trưởng thành. Ô Rasaka là chúng ta đã tập dựng điều đó đây. Nhân danh Chúa Giêsu, Hallelujah. Ô ta công bố, ô Rasaka tất thể, ô lên thần học, nó trời phải bùng nổ ra, ô cách mạng thần học phải bùng nổ ra khắp mọi nơi trên các hội thánh. Ô ra sa tên tất cả chức vụ sa cả cách mạng lãnh, ô vì cách mạng thần học với cách mạng hay đời sống các lãnh đạo, thì là cách mạng thần học không thể cách mạng ấy, là một cách mạng các lãnh đạo trong danh Chúa Giêsu. Hoa ba và Chúa đã ban chúng ta mọi thẩm quyền trên trời dưới đất rồi. Ô ra sa và kẻ nào ta tha thì kẻ tội kẻ nào tha, kẻ nào ta cầm lại tội kẻ nó bị cầm lại, ta cầm tội lại trên các năm thứ nhất, ô trên con người cũ của từng lãnh đạo cơ đốc trong danh Chúa Giêsu. Nếu họ sống theo xác thịt dục dục động họ thì họ sẽ chết trong sự hư nát. Ô là nếu mà họ theo thánh linh thì họ sẽ sống. Ô ai kẻ là gieo chi gặt giống đấy. Ô là kẻ sao xác thịt sẽ bởi sự xác thịt mà nhận đến sự hư nát, kẻ là gieo thánh linh sẽ nhận bởi thánh linh mà nhận sự sống đời đời trong danh Chúa Giêsu. Ô là chúng ta có bố thần ăn năn đau đớn tan vỡ trên trời đến trên tất cả lãnh đạo. Ô để họ tan nát lòng của mình để nghe lời Chúa nói mà run. Ô ra tất thể kiêu ngạo được chặt chốt hết. Ô Đức Trời ngày đánh đổ hết tất thể đường lối kẻ kiêu ngạo. Ô đánh kẻ lên mình kiêu ngạo lộng ngôn đó. Ô đánh tát nát hết trong danh Chúa Giêsu. Xóa cả những kẻ hèn nhát nhu nhược đó, đánh tan nát hết trong danh Chúa Giêsu. Dù vì nhà Chúa Trời, ô là nhà của Adam thứ hai đó, không có chỗ cho kẻ nhu nhược, không có chỗ cho kẻ hèn nhát, không có chỗ cho kẻ ô gian dâm ô uế, không có chỗ cho kẻ thờ thần tượng, không có chỗ ô cho kẻ lừa dối đó. Nhân danh Chúa Giêsu Sakadabamuru Sobabamuru Sakadabamuru Orosokorabamuru tập nát hết tất cả Babylon, hủy diệt Babylon tất cả con nhỏ Babylon, tập chết hết đời hòn đá, tập móc cổ ra tất cả Babylon. Ô Babylon nó nói trong lòng nó rằng không ai nhìn thấy nó cả, bao năm nay nó lừa dối hội thánh ô của Chúa. Ô Rasa luôn bật thiểu đó, ô nó tưởng rằng không ai nhìn thấy nó, ô nhưng nó không thể là thoát khỏi ra mắt chúng ta, vì mắt chúng ta mắt của Chúa Trời, ô mắt chúng ta mắt của sứ đồ tiên tri, ô ra mà lập nền lập trụ cho thánh của Chúa Trời, nền trụ lẽ thật. Sakadabamurusokoralinin, ô chúng ta nhìn thấy Babylon ở trong hội thánh, trong từng con người một đập chết hết tất cả Babylon đó. Và Chúa nói là phước cho nhai, ô giết các con nhỏ Babylon hòn đá, ta móc tất cả con nhỏ Babylon dạng con nó đập chết hết, là ô ra sa ta đổ cái chén thạnh độ khủng khiếp Đức Chúa Trời, chén thạnh độ doanh soảng ba khủng khiếp đấy, đổ trên Babylon, đổ trên đầu đó, trên gia đình nó, ô ra sa ca Babylon, trên tất cả cái liên minh Babylon chúng nó trong danh Chúa Giêsu. Ô đổ một cách đầy đủ trên sức khỏe nó, trên ô thần linh của nó, trên thần hồn xác của Babylon đó trong danh Chúa Giêsu Christ. Ô thân thể họ bị chốt, ô có thể những kẻ mà chống kinh lại, ô sẽ bị chốt cho quỷ Satan, ô phó Gia tăng bị chốt diệt, ô để linh hồn ở cứu cho ngày phán xét trời. Ô vì dân mà nước nào chẳng thần phục chúng ta sẽ diệt vong, nhưng nước đó sẽ hoang vu cả. Shakadababamurosokudikadababandrimresenduru, ô có kỳ đánh giặc, có kỳ hòa bình, ô có kỳ giết, có kỳ làm sống lại. Ô ra ta công bố, ô ra kỳ giết trên tất thảy. Ô ra sakara những kẻ chống nghịch lại tin lành nước trời. Shakada vì tin lành là mùi sự sống cho kẻ tin, ô và mùi chết cho kẻ chẳng tin, mà Chúa đời này làm mùi lòng họ. Ô ta công bố, ô là sự sống, ô thời của sự sống cho người tin, ô thời sự chết cho kẻ chẳng tin. Sakadabarasakadamurusoko với quyền phép sứ đồ, ô tiên tri trời trong tay ta. Ô ta công bố, ô ra sự phán xét khởi từ nhà Chúa Trời, ta công bố sự thi hành án của Chúa Trời đến trên tất thảy kẻ gian ác trong danh Chúa Jesus Christ. Ô ra sakadabarasakadamurusoko lật đổ tất thảy ngai của chúng, tất thảy các đỉnh cao của chúng đập ra tan nát hết trong danh Chúa Giêsu. Ô tất thảy ra chúng bị lộ hết ra, những sự giả dối, những dạy dỗ lười biếng, sự dạy dỗ vô trách nhiệm, sự dạy dỗ nhu nhược, sự dạy dỗ hèn nhát, những sự dạy dỗ với nếp nghĩ nô lệ bị trị đó bị lộ hết ra trong danh Chúa Giêsu. Ô dưới sự sáng, ô rasa của sự dạy dỗ sứ đồ tiên tri qua chúng ta đây được vang ra, được tung ra, ô rasa và ô đi trong sự sáng để khiến sự tối tăm của những kẻ đó trở nên lộ rõ ra, thì họ phải ô làm ra quyết định. Ô là phải trở nên sự sáng, chờ sự sáng, cứ ăn năn đau đớn
trời sự sáng, ô lau hết tất cả sự bẩn mình đi, lau hết tất cả sự hài lòng của mình đi, ô tất cả sự dơ bẩn hài lòng của mình đi, ô ra sao để trở nên con được sự sáng, để muối của đất, ô bằng không muối mất mạng thì mình ném hết ra ngoài chân, dẹp đi chân, ô ra sao cha ra ô trong danh Chúa Giêsu, Chúa chúng tạ ơn Chúa, ô thật nhiều Chúa ạ. Vì Ngài đã lấy chúng con làm cái bừa mới nhọn cái thằng bé, chúng con tán cái núi ra và nghiền cái gò nhỏ như cá mịn, chúng con dê nó, gió nó sẽ đùa đi và gió nó sẽ ta lại, và chúng con khoe mình trong nước sao. Ô ô Ngài làm chúng con ô như búa và khi đấy đánh giặc trong tay của Chúa để phá tan các dân và diệt các nước cho ạ, phá tan ngựa kẻ cái ngựa, xe kẻ cái xe, phá tan đàn ông đàn bà già và trẻ, phá tan trai trẻ cái đồng trinh, phá tan kẻ chăn bầy nó, kẻ cây ruộng một đôi bỏ nó, phá tan các con cai trị và các con đề hình, và chứ mà chúng con lấy báo trả cho Babylon và mọi dân canh đê đều các chi mà chúng nó đã đặt tại Sion của Ngài cho ạ. Ô nó làm tại Sion trời, làm tại hội thánh trời bằng sự gian ác, bằng sự lệch học bẩn thỉu ô ấy đó, những sự dạy dỗ mất dạy đó cho ạ. Ô thì chúng con báo trả cho Babylon, ô Đức Trời báo trả, ô sa thánh trời sự kinh khiếp thay, ô ra sa Đức Lêu Va có ngày báo thù, có năm báo trả vì có Sion, gươm Đức ra đã uống đủ trên trời rồi, ô nó diệt hết tất cả các tà thần trên các tầng trời rồi, với đó xuống trên cái dân mà em rủa sản sự đoán định cho ạ. Ô ra sa Kadaba chúng nó sẽ ăn thịt mồi, say máu mình như rượu mới, cả Babylon nó đánh giết nhau, ra sa Kadabadu lộn xộn, sự lộn xộn đổ trên Babylon, ô các hội đoàn tôn giáo, ô ra sa các tổ chức hội thánh tôn giáo, ô cái nơi hang hố mà quỷ hân, ô hang hố của một số chim sơ sánh người ta cứ biết đó, cái nơi mà ngôi của Satan đó, ô đánh giết lẫn nhau trong danh Chúa Jesus Sakada để lật đổ hết, ô chúng nó tự tiêu diệt nhau, ô ra sa cả đình công bình bùng rơi vào cái công bình chiếm lấy tất cả ô những cái nơi ô mà người Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ, vì ô của cải của kẻ có tội sẽ chuyển hết sang người công bình, ô ra cơ nghiệp của kẻ gian ác đó chuyển hết sang người công bình, ô vợ chồng con cái cha mẹ, ô cơ nghiệp của kẻ gian ác đó chuyển hết sang người công bình, ô dòng dõi kẻ gian ác đó phải chuyển hết sang trong công bình, ô ra sa với người lưu truyền gia sản con cháu mình, ô gia sản của Đức Chúa Trời, gia sản của đức tin, gia sản của vương quốc Đức Trời, ô ra sa ca gia sản linh lành nước trời, gia sản sự công bình Đức Trời được chuyển hết sang cho người công bình, ô của Chúa sa ca da ba ra sa ca da bu du cho la ba ra sa ca trời, ô ra chúng con vì Ngài cho ạ. Ô ra bà mà mang thai cho Ngài, ô chúng con phải mang thai chịu sự sanh nở đau đớn đây để sanh nở ra những sứ đồ tiên tri thầy đảng giáo sư mục sư cho ạ. Ô qua năm cái vòng cửa của Bethesda đây, sự thương xót Thiên Chúa đây, dòng chảy thương xót Thiên Chúa, ô Bethesda, ô ra các dòng chảy mới cuối cùng Chúa đây cho ạ. Ô ra xa để chuẩn bị Chúa tái lâm, ô để chuẩn bị cho Chúa như dân sẵn lòng chuẩn bị cho Chúa làng dung vinh hiển cho ạ. Ô ra để mang thai, ô để sinh ra cho Ngài cho ạ, những người trong nước Christ cho ạ. Ô dù các sứ đồ tiên tri thể giáo sư mục sư trên thế giới đó, họ có nhiều vạn thầy thông giáo, ô nhưng họ không điều tra, và chúng con đây dùng tin lành nước trời mà sanh họ ra cho đúng Christ cho ạ. Ô ra sakara cho họ không có tình cha, họ không biết cha tình cha con cho ạ, chúng con sinh họ ra tất cả các mục sư giáo sư, tất cả các lãnh đạo sứ đồ tiên tri thầy giảng đó, mà họ không có cha thụ linh đó thì chú họ đang mồ côi đó thì con, ô adopt họ về cho ạ, ô ra con nhận họ làm con của mình cho ạ, ô họ không muốn con nhận làm con xin phép Ngài nhận làm con rồi. Ô ra sao những đứa con ngỗ ngược đó, ô chúng con cũng nhận làm con để nuôi dạy họ, để sinh họ ra, tái sinh họ ra, ô để họ thành Adam thứ hai đó trong danh Chúa Giêsu. Ô họ ngỗ ngược bởi vì họ là Adam thứ nhất, ô nhưng họ đã tái sinh trong Adam thứ hai, họ trở nên hiền hòa ở trên nhẹ nhàng, ô và chín múi của bông trái thiên linh được căng mọng cho đời sống họ trong danh Chúa Giêsu. Shakada barasaka juri orosebida barasaka and shokurikana bara bara bunyurusokuro, tất cả các châu lục Âu Á Mỹ Phi Úc đó cho các hội thánh từ các châu lục đó cho chúng sinh họ lại, ô qua tất cả sinh lại các chức vụ quản lý các hội thánh địa phương nhân danh Chúa Jesus Christ, tất cả các giáo phái hệ phái đó chúng sinh họ lại, tái sinh lại tất cả ô giáo phái trong công giáo trong tin lành kháng cách, ô ra sao trong thông chính thống giáo đó, ô ra tất cả giáo hội các loại khác nhau đó chúng sinh họ lại trong danh Chúa Jesus, tất cả ai động chúng con nghe chúng con đều phải được tái sinh trên danh Chúa Jesus Christ. Sakada và ba về chúng con ô ra sa đi ô cùng với Ngài đi thị sát tất thảy, đi thành sát hết tất thảy ô mọi nơi trên thế gian này cho ạ. Ô ra sa ca đa ba ra sa ca để tìm xem có ai có lòng thành thực với Ngài cho ạ. Ô ra sa vào chúng cầu nguyện phẫu thuật đến từng lãnh đạo cơ đốc trong danh Chúa Giêsu sa ca để bóc linh hồn họ ra, ô để cứu linh hồn họ trong ngày phán xét của Chúa, để họ không bị quăng xa khỏi Ngài khi Ngài ngự đến. Chúa ơi, ô ra sa qua chúng con ngày dạy dỗ ô bởi sự dạy dỗ sứ đồ tiên tri, ô qua chúng con đây sa ca đa để tạo nên con người trưởng thành của Ngài cho ạ. Ô để dâng họ ô cho một chồng mà thôi, để dâng họ như chính tinh sạch cho Chúa, để chuẩn bị cho chú nàng dâu tinh đẹp đó Chúa ơi, ôi chúng con họ sủng ái của Ngài đó cho ạ, Sakadaver để phần trưởng thành nhất mà tốt nhất cho ạ. Ô là những người mà tin, những người mà chuẩn bị như nàng dâu đó, những người có sự sẵn sàng và chuẩn bị trả giá xứng đáng trở nàng dâu đó, thì họ cái phần đó của những Adam thứ hai đó, ô phần đó phần trưởng thành đó được trở nàng dâu của Ngài cho ạ. Nhưng cái phần ô ra Saka mà không tin,
là qua là còn là hội thánh, là nàng dâu của Chúa, không tin là có vợ, Đức Chúa Trời là chồng của mình. Ô cái phần nào ô đặt ra cầm mà không chịu trả giá, nhưng mà ô nhiều để thành vợ, ô họ chỉ tán là môn đồ trở thành con, ô trở thành đầy tớ, ô rasaka thì họ chỉ được mời đến tự được tự giới trên con thôi, nhưng họ không được trở thành vợ của Đức Chúa Trời. Ô đã còn cái phần khác chẳng tin nữa, ô rasaka chẳng tin Adam thứ hai, ô chẳng mặc quần áo mới, ô nhưng mà cuối cùng thì ô rasaka mặc dù có thể mở rất nhiều hội thánh trên thế giới này, ô nhưng mà không có sự dạy dỗ về Adam thứ hai, không cung vậy làm người đó, không biết tiền nước trời đó chưa, thì các công trình họ như qua lửa đốt hết trong ngày phép duy trời. Ô ra sao họ như được cứu qua lửa vậy, họ có thể vào được ô nước trời, ô ra sao nhưng họ không được vào thành thánh chưa, họ không nhìn thấy chim nước dung nhan của Chúa tuyệt vời kỳ diệu bên trong. Ô ra sao chúng con sẽ cai quản họ, ô ra trong đời sau chưa, trong danh Chúa Giêsu như hoa hậu sủng ái ngài, chúng con sẽ cùng ngài dựng trời với đất mới, chôn rừng cùng với ngài cho để sản sinh cho Chúa. Ô ra những người giống như trời quản những muôn vật và di dân họ vào trong các vũ trụ cho cùng ngài tạo được các vũ trụ khác nhau, ô rasak vào trong vũ trụ chúng ta tạo ra các dải ngân hà và các hành tinh cho và di dân ô đưa người đó vào trong đó để ô khai phá ở đào trong đó làm vinh hiển chờ cho để trong một giữ vườn trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, chúng ta ơn Chúa thật nhiều, ngợi khen Chúa, ô ngợi khen Chúa công việc lớn lao ngài làm cho chúng con, cho ngài tập dượt chúng con qua lời cầu nguyện này để chúng con mở ra cho nhìn thấy những điều mà chúng con phải làm ô là trong nước ô đời đời. Hallelujah, ngợi khen Chúa cho yêu ngài, yêu ngài cho ô cho chúc lành cho ô là những người lãnh đạo thì chúng con, chúc lành sứ đồ trưởng săn Andrea cho chúc lành Chaka cho ông, chúc lành cho vợ chồng của ông cho ạ. Ô những người đã trả giá, ô vì tình nước trời cho ạ. Ô để cho chúng con được sinh ra trong tình hình nước trời cho đấng Christ Chúa ơi. Ô để chúng con ô, được lớn mạnh, ô, được trưởng thành qua các giai đoạn độ tuổi khác nhau. Ô Rasa để trở thành ô, phụ lão của Chúa trời cho ạ. Ô Rasa Kara để trở thành sứ đồ tiên tri của ngài cho ạ. Ô trở thành người, ô Rasa Kara mà trở thành nàng dâu, ô không nàng dâu mà trở thành vợ, ô mà không trở thành vợ mà trở thành cả hoàng hậu sủng ái của ngài cho ạ. Ô Rasa Kara cho yêu Chúa, cho yêu ngài, cho hôn ngài, Chúa Giêsu ơi. Ô Rasa Kara, ô cho yêu ngài, Chúa Cha ơi, cho yêu ngài, Đức Thánh Linh ơi, ngài tất cả. Ô ngài thật tuyệt vời, ngài kỳ diệu cho ạ. Ô hơn tất cả điều gì chúng con hình dung tưởng tượng nổi cho ạ. Ngài tất cả cho tất cả Chúa ơi. Ô cho yêu ngài, yêu ngài, yêu ngài thật nhiều, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Abba Lạy Đức Chúa Trời hằng sống của chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài, Ngài đã cho chúng con làm con của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài, Ngài đã trao ban Chúa Giêsu cho chúng con, để trong Chúa Giêsu chúng con được chết bởi cái chết của Chúa và chúng con cũng được sống lại bởi sự sống lại của Ngài. Chúa ơi, chúng con được Đức Thánh Linh tái sinh chúng con và cho chúng con được lớn những người con trưởng thành ở trong Ngài, từng ngày từng giờ mà Ngài dạy dỗ cho chúng con những thức ăn ở trong nhà của Ngài. Chúa ạ, chúng con biết ơn Ngài. Ngài muốn chúng con trở thành sứ đồ, những tiên tri, những người giảng dạy, những người chăm sóc và dạy dỗ, những mục sư của Ngài. Chúa ơi, và Ngài đang dạy dỗ cho chúng con đây. Chúa cần chúng con có một tấm lòng hạ mình khiêm tốn để học và cùng với Chúa Giêsu là đấng hiền và mềm mại ở trong lòng. Chúng con có Đức Thánh Linh để dạy dỗ chúng con, dẫn dắt chúng con, chuẩn bị cho chúng con những cái công việc lớn và khó như Ngài đã hứa với chúng con. Chúng con biết ơn Ngài, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, tất cả những chức vụ đó nhằm để xây dựng thân thể của Ngài cho đến khi tất cả chúng con đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin, trong sự nhận biết Chúa Jesus Christ, tới tình trạng cái con người trưởng thành tới tầm vóc và viên mãn của Đấng Christ Jesus, con yêu dấu của Cha. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Ngài mong muốn chúng con, khao khát chúng con lớn và trưởng thành để không còn giống như những trẻ nhỏ để bị đánh trôi dạt theo những cái chiều gió đạo lý, những cái giữa những cái trò bịp bợp của những kẻ giả xảo quyệt để mà dùng mưu ma trước quỷ làm cho những con người bé mọn để lầm đường lạc lối. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con những thức ăn thánh và cứng của Ngài. Ngài chìm chúng con trong tin mừng vương quốc của Ngài. Chúa ạ, ôi Chúa ơi, để chúng con nhìn thấy trong thế gian này đều được Đức Chúa Trời ban cho chúng con để mà chúng con cai quản. Chúng con cảm tạ Chúa trong Chúa Giêsu là Adam thứ hai, và chúng con được tạo dựng nên mới ở trong Ngài. Chúng con mặc lấy chính Ngài, Chúa ạ, mặc lấy bản chất của Ngài, bản tính của Ngài mà Ngài đổ xuống trong chúng con, và chúng con mở lòng ra để tiếp nhận
Từng ngày từng giờ đây Chúa ơi, chúng con là tạo vật mới của Ngài, bởi vì chúng con được nhận biết Chúa thật là lớn lao và vĩ đại. Và chúng con cũng nhận biết được chúng con là tạo vật cao cấp nhất của Ngài, chúng con trên cả các thiên sứ nữa. Nhưng mà vì Adam thứ nhất đã làm cho con người tội lỗi đi Chúa ạ, đã mất được cái hình hài, bị mất cái ánh sáng của Ngài. Và chúng con cảm tạ Chúa, chính Chúa Giêsu là Adam thứ hai đã đến để cứu lấy chúng con, biến đổi chúng con để trở nên những người giống Chúa và quản trị mà Chúa đã tiền định trước cho chúng con từ trước sáng thế, để mà chúng con giống Ngài và cai quản Chúa ạ, để hưởng được cơ nghiệp của Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vô vàn từng ngày từng giờ, để mà chúng con hạ mình nhận những sự bày tỏ của Ngài cho chúng con, để chúng con mau chóng trưởng thành. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Chúa dạy cho chúng con những cái hội của Adam thứ nhất là cái hội Babylon lộn xộn, nơi hang ổ xảo quyệt của những giống chim dơ dáy. Ý Chúa ơi, mà những cái thức ăn, những cái giáo lý mà Babylon nó đã đưa vào nhà của Ngài để dạy dỗ, làm ra cho những cơ đốc nhân bé mọn chỉ có đánh nhau với ma quỷ thôi Chúa ạ, mà không nhìn nhận được những ý muốn của Ngài, khao khát của Ngài để cho xây dựng dân của Chúa, cho dân, cho nước của Ngài Chúa ơi. Và chúng con là những người mà đã khước từ những sự dạy dỗ của Chúa, và chúng con ăn năn hối lỗi, và chúng con làm ra những bông trái, đó là tiếp nhận những lời dạy dỗ của Ngài thì mà chúng con đang được hưởng ở đây trong dòng chảy mới và cuối cùng này Chúa ạ. Chúa dạy dỗ cho chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu lớn lao mà Ngài đã cho chúng con. Chúa ơi, chúng con ở trong hội thánh của Ngài, hội của Adam thứ hai, hội thánh thật của Ngài. Ngài ban cho chúng con các ơn quản lý của hội thánh, sứ đồ, tiên tri, thầy giảng tin lành, mục sư, giáo sư của Ngài Chúa ạ. Và chúng con dùng hết tất cả những thời gian còn lại ở đất này để chúng con rèn tập và như Ngài mong muốn ở nơi chúng con. Đời sống ở trên đất này là thao trường cho chúng con tập luyện với Ngài để bước vào trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời, để chúng con được đồng trị với Ngài Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa. Ngài cũng cho chúng con biết được hội thánh ở trong hội của Adam thứ hai là cơ quan quyền lực cao nhất của Ngài ở trong cõi sáng tạo này. Ngài dạy dỗ cả các bậc cầm quyền trong các nơi trên trời nữa. Chúng con cảm tạ Chúa biết bao nhiêu những mầu nhiệm cao cả mà Ngài đã bày tỏ cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu lớn lao của Ngài cho chúng con. Chúa ban cho chúng con một cái phần thưởng tuyệt vời nhất, đó là trở thành vợ của Chúa. Chúa ơi, để Amen. chúng con được dự vào tiệc cưới chiên con của Ngài Chúa ạ. Ô Chúa ơi, thật thật tuyệt vời ngày mà biết bao nhiêu điều mà Chúa hứa ban cho chúng con. Nguyện thần của Ngài đầy dẫy trên trên những cái là nhà lãnh đạo của tâm linh hiện nay Chúa ạ, trên dân của Chúa. Thần của Ngài đổ giáng xuống mọi loài xác thịt vào thời kỳ cuối cùng này để các nhà lãnh đạo tâm linh, các mục sư sẽ nhận biết được điều này, điều mà Chúa đang khát khao mong đợi để cho dân Chúa được trưởng thành, để nhận lấy trách nhiệm về bên mình. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã dành cho chúng con, vì chúng con nhìn thấy điều này thì chúng con cũng phải lãnh trách nhiệm về chính bản thân mình, để sau khi chúng con được tái sinh và cũng mong chóng để rèn luyện để trưởng thành trong sự nhận biết Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa sự sốt sắng mà Chúa đã đặt vào lòng của chúng con, để chúng con năng nổ hết mình, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn để mà yêu Chúa, thực hiện ý muốn của Ngài. Bởi chúng con đã gả cho một chồng mà thôi, dâng đời sống của chúng con như một người nữ tinh sạch cho Ngài Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con ở trong Adam thứ hai này, để chúng con mang thai những điều khát khao mong mỏi ở nơi Chúa, mà muốn ở nơi chúng con cho dân của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa
để mà hình hài vóc dạng của Đấng Christ được hình thành trong chúng con và qua chúng con để sanh ra một dòng giống thánh cho Ngài. Nguyện thần của Ngài và sự chúc phước của Ngài cũng như của chúng con ở nơi sứ đồ tiên tri mà chúng con đã được nhận chìm trong tin lành nước trời ở bên Ukraine, mà Chúa đã đặt để cái nôi tin lành ở nơi đó cho sứ đồ Sunday, cho vợ chồng ông, cho tiên tri Ruslan và đội ngũ của ông. Chúa ơi, để qua trận chiến này, hội thánh của Chúa và những người mà Chúa đã chọn nhận biết được ý muốn của Ngài để thực hiện mong mỏi ý cái điều mà Chúa đã mong mỏi ở nơi hội thánh của Ngài, Chúa ạ. Và chúng con cũng cầu nguyện cho ông người cha thuộc linh của chúng con là mục sư Nguyễn Mạnh Cường, ông cũng đã được rèn luyện và trả giá ở trong tin lành nước trời này, và nay chúng con đang được học và sự dạy dỗ của Chúa qua ông, và chúng con là những người mềm mại hạ mình khiêm tốn để nhận được những sự bày tỏ và ý muốn của Ngài, cũng như biết bao nhiêu điều mà Chúa mong muốn nơi chúng con và qua chúng con. Nguyện thần của Ngài cũng đầy dẫy trên từng anh chị em của chúng con để chúng con có một tấm lòng hạ mình để tiếp nhận Ngài, tiếp nhận ý muốn của Ngài, tiếp nhận sự dạy dỗ của Ngài, tiếp nhận sự cáo trách rèn luyện của Ngài để cho chúng con được lớn và trưởng thành và thực hiện điều mà Chúa đang trông mong nơi chúng con và qua chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Cha trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa, tôn vinh Chúa. Hallelujah.